người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Wine Wine. Vlog lần này thì mình sẽ chia sẻ với mọi người những cái sản phẩm cũng như là những cái món đồ mà dạo gần đây mình đang rất là yêu thích nha. Cheers. Sản phẩm đầu tiên mà mình muốn nhắc đến đó chính là Green Clean Cleansing Balm của Pharmacy. Đây là một cái sáp tẩy trang có thể nói là rất là popular của họ luôn. Mình được biết là cái sáp tẩy trang này phù hợp với mọi loại da. Ở bên trong nó có một cái màu xanh lá rất là mát dịu. Cái chất của cái sáp này cũng rất là mỏng mịn nữa. Nó có cái tác dụng là đánh bay hết tất cả những cái loại makeup mà đậm nhất. Mình thì thường ra đường là mình sẽ đánh mascara và môi son đỏ rất là đậm. Và khi mà mình sử dụng những cái loại tẩy trang khác thì mình thấy nó vẫn để lại những cái lằn đen ở trên mắt của mình. Riêng cái em này thì khi mà thoa lên mình không có cần tốn quá nhiều sức lực, nó tẩy sạch hoàn toàn cái lớp mascara của mình luôn. Và nó có cái mùi citrus là mùi cam chanh, hửi vào cảm thấy rất là dễ chịu. Nếu như các bạn không phải là những cái người mà hay make up đậm thì các bạn cũng có thể là bỏ luôn cái bước tự rửa mặt sau đó, bởi vì một mình em này thôi đã làm cho da của các bạn rất là sạch luôn rồi. Và sản phẩm tiếp theo đó chính là Clean Beauty Cleanser, cũng của Pharmacy luôn. Đây là chai sữa rửa mặt dạng bọt và mình đã mua em này cùng lúc với lại sáp tẩy trang. Thật ra là lúc mà mình đi mua thì mình chỉ có ý định mua sáp tẩy trang thôi chứ không có định mua cleanser. Nhưng mà sau khi đã cầm cái chai này lên thì mình thấy là cái thành phần chính của chai này đó chính là mật ong và hyaluronic acid, hai cái thành phần mà rất cần cho da của mình, tại da của mình là thuộc da hơi khô. Chai này nó có một cái mùi cũng khá là mật ong luôn, có nghĩa là bạn hửi vào là bạn biết đây là chai có thành phần chính là mật ong rồi, tại vì cái mùi mật ong trong này nó rất là nặng. Đặc biệt sau khi mà mình rửa mặt bằng cái chai này thì mình cảm thấy sau đó da của mình nó rất là mịn màng và nó không có bị khô, bởi vì họ có cái thành phần hyaluronic acid trong đây. Những cái ngày nào mà mình trang điểm đậm cả ngày trời thì mình sẽ sử dụng cả hai sản phẩm là cleansing balm rồi sau đó mình sẽ xài cleanser. After feeling rất cảm thấy da rất là sạch, rất là đẹp luôn. Và sản phẩm tiếp theo mà mình muốn nhắc đến đó chính là Couture Lip Velvet Liquid Lipstick của Espoir. Đây là hai em son nước nhưng mà có dạng lì á mọi người. Môi của mình thì rất là kén son nude. Cái màu nude mà mình yêu thích nhất đó là màu nude của NARS, là màu Jane's. Và bây giờ thì mình đã tìm được một cái son màu nude thứ hai mà mình cảm thấy phù hợp với lại cái tone da và cái môi của mình. Đó chính là màu PK005 Serenade của Espoir. Cái điều duy nhất mà mình rất sợ khi mà nó son nude đó là cái mặt của mình nó bị nhợt nhạt, nhưng mà đặc biệt cái em này thì không, tại vì cái màu hồng này, màu hồng nude nhưng mà nó có pha đất cho nên là nó tôn cái da mình sáng lên và cái sắc hồng nó rất là ấm luôn. Và cái khay thứ hai sau đó mình mua đó chính là màu PK006 Finest, là cái màu mà hiện giờ mình đang sử dụng trên môi của mình. Đây là một cái màu hồng đậm và nó hơi chuyển qua ánh đỏ rồi nhưng mà nó có pha đất nữa. Đánh vào nhìn nó rất là tôn da. Bây giờ mình sẽ sử dụng cái sáp này để chùi cái lớp son này cho mọi người nhìn thấy nha. Chỉ còn một chút xíu như vậy thôi. Cheers. Ta-da! Đây là đôi Chuck Taylor All-Star của Converse. Cách đây khoảng một tháng thì mình đã ráo riết tìm cho mình một em giày sneakers để mà mình mang khi mà mình mặc những cái quần jeans mà kiểu mom jeans hoặc là boyfriend jeans, những cái quần jeans mà nó hơi baggy, nó hơi rộng một chút á. Và mình đã muốn tìm một cái đôi sneaker không có detail gì hết, kiểu dáng cơ bản nhất và màu trắng để mà có thể phối được rất là nhiều đồ của mình. Và nó cũng phải có một cái nét retro, nó hơi funky một chút xíu, cho nên là quyết định mua một đôi giày vải. Vào trong thì thấy em này nó có một cái đế hơi gồ ghề một chút xíu, nhưng mà nhìn nó rất là funky, nó rất là hay ho, nhìn nó hơi quậy quậy một xíu. Mang lên chân nhìn nó vẫn rất là ôm chân và nhìn rất là đẹp chứ không có bị thô một chút nào hết. Và đặc biệt cái đôi này nó cũng có ăn gian chiều cao một chút xíu, nghĩa là nó làm cho các bạn cao lên khoảng 1 inch như thế này. Đây cũng là một cái option cho những bạn nào muốn mua một đôi sneaker ngang chiều cao nha.
Và cái tháng vừa rồi thì mình cũng đã mua cho mình thêm một đôi giày nữa. Đây là một đôi giày bệt của Clarks. Và có lẽ đã là đôi thứ tư hay thứ năm gì mà mình sở hữu rồi. Có lẽ là đôi giày all time favorite của mình. Mình mang nó đi làm hoặc là đi chơi. Nó hợp với tất cả những cái kiểu đồ, quần áo của mình. Một đôi giày trơn, láng giày bệt, basic kiểu cơ bản thôi, cho nên các bạn có thể mang lâu dài được, có nghĩa là nó sẽ không bị lỗi mốt nha mọi người. Rất khó bị lỗi mốt bởi vì tính thế này mà mình mang đôi giày này thì chắc cũng đã là 4-5 năm rồi. Tới lúc nào mang đôi này đi làm thì cũng có người khen và hỏi thăm xem là mình mua này ở đâu. Và đặc biệt đôi này mang rất là êm chân bởi vì nó có cái cushion plus padding. Mình đi giống như là cảm giác như đi trên mây vậy mọi người. Cái đó nói hơi quá nhưng mà thật sự là cái công việc của mình ban ngày mình di chuyển rất là nhiều, cho nên là mình đã thử qua rất là nhiều giày rồi. Đa số là ngay lúc đầu mình đi mình thấy êm, nhưng mà mình đứng một thời gian dài hay là mình khoảng chừng 4 tiếng trở lên là bắt đầu mỏi, cho dù cái đôi giày đó nó có tốt tới cỡ nào. Những bạn nào mà làm công việc mà phải di chuyển nhiều, các bạn phải tậu em này nha. Cheers. Ta-da! Và tiếp theo đó chính là set tool tank và cardigan của Reformation. 80% quần áo ở trong tủ của mình là mua từ Reformation. Reformation thì là một cái nhãn hiệu thời trang mà bắt nguồn từ Los Angeles. Họ bắt nguồn là một cái thương hiệu local. Bây giờ thì họ đã phát triển mạnh và có cửa hàng trên khắp nước Mỹ. Đồ của họ may cái form dáng rất là đẹp. Có thể là cái kiểu dáng nó đơn giản thôi, nhưng mà cái form của họ may rất là đẹp. Mình đã thử nhiều cái dạng đầm mà kiểu giống như form Reformation mà của những cái thương hiệu khác, mặc lên là không bao giờ đẹp bằng nha mọi người. Thì đây là một cái set áo dây ở trong và áo khoác bên ngoài của Reformation. Mà đây là màu ivory, màu kem trắng. Mình đã nghĩa em này từ rất lâu rồi. Và đặc biệt mình thích cái phần ngực của cái áo trong này. Mặc lên nhìn ngực rất là đẹp. Mình mặc được với rất là nhiều thứ. Và đặc biệt đây là một cái crop set. Với những bạn mà hay mặc những cái quần mà lưng cạp cao giống như mình á, mình sẽ phối được cái set này với rất là nhiều quần hoặc là váy của mình. Vải đẹp và may cũng rất là đẹp luôn. Và có thể mặc riêng cái áo cardigan này hoặc là riêng cái crop top bên trong cũng được, bởi vì cái kiểu dáng và cái màu này rất là dễ phối với những cái đồ khác. Và mình cảm thấy là mua một cái set áo trong áo ngoài như thế này thì mình còn cũng rất là khỏe, là mình không có cần phải động não xem là mình nên mix match áo trong màu này với áo ngoài màu gì. Mặc dù giá hơi chát một tí nhưng mà mình cảm thấy cái độ tiện dụng của nó thì rất là cao, cho nên là overall mình cảm thấy là nó khá là xứng đáng. Đây là một cái kiểu áo có tên gọi là Bordeaux Top của Reformation. Hiện tại mình cũng đang mặc cái áo này nhưng mà màu ivory, màu kem trắng của họ. Đây là một cái kiểu áo mà mình nghĩ là must have in every girl closet. Các bạn thấy mình thích cái kiểu này đến nỗi mà mình phải mua 4 màu khác nhau. Cái kiểu áo này thì là cái chất liệu thun rất là xịn luôn. Là mặc co giãn rất là tốt. Cái chất liệu thun này mặc lên ôm cái dáng của mình rất là đẹp. Cái áo này mình mặc đi làm cũng được, đi chơi cũng được luôn. Cái cổ này nó có hơi sâu nhẹ, nhưng khi mình đi làm mình có thể mặc kèm với những cái áo blazer bên ngoài. Mình phối với bất kỳ đồ gì cũng phù hợp. Và đặc biệt mình mặc với quần cũng hợp, mà mặc với chân váy cũng hợp luôn. Thì như mình nói á, là mình rất thích đồ của Reformation bởi vì họ may cái form rất là đẹp. Họ may cái form mình mặc cho nó tôn lên được bao vòng của mình. Khi mà sắm quần áo mình rất chú trọng vào những cái kiểu dáng nào mà nó tôn dáng của mình. Thanh xuân người con gái có bao nhiêu năm đâu mọi người. Bây giờ khi mà dáng của mình đẹp nhất, trẻ trung nhất thì mình phải phô bày ra những cái đường nét mà hấp dẫn nhất của cơ thể mình chứ, đúng không nè. Cheers. Tiếp theo là một món đồ mà mình đã không nghĩ là mình sẽ chia sẻ với các bạn ở cái vlog này. Ta-da! Đây là một chiếc sleeping robe mà mình mua được ở trong Costco. Thường thường qua mùa đông thì mình phải mua một cái áo choàng ngủ thiệt là xịn để mặc ở nhà. Tắm rửa xong là phải choàng vô người liền. Sáng mà nếu mà không có một cái chiếc áo choàng ngủ như vậy thì mình rất khó để mà mình bước ra khỏi cái giường của mình, tại vì cái cơ thể của mình nó chịu lạnh rất là kém. Mới đầu mình feel cái robe thì mình thấy rất là thích, nhưng cái màu của nó thì mình cảm thấy hơi lăng tăng, tại vì mình không có định mặc một cái robe có màu. Mình chỉ muốn một cái robe mà nó màu cơ bản là màu trắng thôi. Mới đầu mình mua nó đại và sau khi về mình mặc vô thì rất rất là thích luôn. Nó mịn màng vô cùng luôn. Cái lúc mà mình không đi làm là mình cứ mặc nó cả ngày thôi. Nó rất là êm ái, dễ chịu. Và đặc biệt một cái điểm nữa là lúc đầu mình không tính mua em này bởi vì cái màu tím, đúng không mọi người. Nhưng mà sau khi mình mặc nó vào thì mình cảm thấy nó cũng rất là trending á nha mọi người. Cái màu tím này giống như là màu tím lavender mà nhạt á, màu hoa ỏi hương á. Không ngờ là mặc vào thì nhìn nó cũng có một cái sự dễ thương, có một cái sự trendy nhẹ, mặc nó rất là fun. Cheers.
Và đây là món đồ cuối cùng mà mình muốn chia sẻ ở trong cái list ngày hôm nay của mình. Ta-da! Đây là chiếc túi Cork Baguette Bag của Urban Outfitters. Thực ra thì mình đã muốn tìm mua một cái chiếc shoulder bag như thế này đã từ lâu lắm rồi. Đây là một cái kiểu dáng túi mà đang thịnh hành trong 1-2 năm trở lại đây. Và cái độ tiện dụng của nó cũng rất là cao luôn. Các bạn đeo ở bên nách như thế này và khoác vội một cái túi như vậy ra đường, các bạn đựng được rất là nhiều thứ. Trong đây mình có thể đựng được cái ví đựng thẻ nè, son nè, 2-3 cái son không được nữa, phấn nền hay là phone, AirPods. Nói chung là đựng được khá là nhiều thứ. Đây là một chiếc túi màu trắng trơn, không có một cái hoa văn gì cả. Nhưng mà cái da của nó là da crocodile, là da giả cá sấu thôi nha mọi người. Nhưng mà nó làm cho cái túi nó sang hơn hẳn. Và nhờ cái kiểu dáng tối giản này mình có thể mix được với rất là nhiều đồ. Nói chung đây là một cái túi mà dạo gần đây mình đi đâu lạc xẹt mình cũng rất là thích mang, tại vì thấy nó rất là tiện dụng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi vlog của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở vlog tiếp theo nha. Cheers!